Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã thống nhất quản lý sử dụng 7 mỏ cát để cung cấp cho dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng với diện tích 585 ha, trữ lượng 17 triệu mét khối. Theo đó, 7 mỏ cát phục vụ cho dự án thành phần 4 đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng với diện tích khoảng 585 ha, trữ lượng gần 17 triệu mét khối. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng Ngô Thái Chân cho biết khu vực khai thác 7 mỏ cát này đều nằm trên sông Hậu thuộc địa phận tỉnh Sóc Trăng. Tỉnh sẽ sớm bàn giao 7 mỏ cát này cho các đơn vị trực tiếp thi công cao tốc đoạn qua tỉnh Sóc Trăng theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 43, Nghị quyết 60 của Quốc hội và Nghị quyết 91 của Chính phủ. Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài 188,2 km đi qua 4 tỉnh thành An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương.